Đó. Vô. Vô. Chị kìa anh. Ông ôm ảnh rồi vô. Cái này tới giờ thể dục tổng, thể dục nhịp điệu á. Nó cả thèm. Cái này là nhịp điệu tổng vậy. Thôi được rồi chứ, hồi nó tăng xong á. Tuổi này. Tại sao chị cũng đi tập thể dục vậy hả chị? Chắc là cũng vậy. Trời ơi. Mình là Ngô Thị Kim Ngân. Dạ. Sinh năm 1967. Chị Ngân đang sống ở đâu? Sống Sài Gòn. Ở quận mấy chị Ngân? Ở quận Tân Phú. Dạ. Rồi xin mời anh. Mình tên là Trương Ngọc Hinh. Mình đang sống ở Biên Hòa, Tam Hiệp. Làm nghề tài xế, chạy xe. Anh cho biết một số ưu điểm, khuyết điểm cho nhà gái biết đi anh. Cái ưu điểm cũng là cái khuyết điểm luôn á. Là gì anh Ngân, anh Hân? Tứ đổ tường có hết. Tứ đổ tường có hết. Nhưng rồi. Mà bây giờ cái thứ gì cũng bỏ hết. À, anh bỏ từ lúc nào? Khoảng mười mấy năm rồi. Bỏ mười mấy năm rồi, tốt. Dạ. Rồi. Dạ. Anh làm cụ thể làm công việc gì anh Hân? Lái xe. Anh lái xe cho tư nhân hay lái cho mình? Lái cho mình. À, lái cho mình tức là nhà mình có xe. Dạ đúng rồi. Mình lái dịch vụ đúng không anh? Dạ đúng rồi. Xe 4 chỗ. Có 4 chỗ. 4 chỗ. Rồi anh gọi là sáng lái xe, chiều lái xe, tối lái xe vậy rồi. Thời gian đâu chăm sóc mà nếu mà có người bạn đời anh? Tại vì mình không có thời gian chăm sóc đó cho nên là mình phải đi kiếm người bạn đời. À, kiếm để chăm sóc đó hả? Chứ giờ nhà cửa thì để không vậy thôi. Nói chung là có hai đứa con. À, anh đang ở với ai? Ở với thằng nhỏ. Bé lớn nó đi lấy chồng rồi. Rồi con trai thứ hai là? Thằng thứ hai bây giờ đang học bên Đại học Bách Khoa. Dạ. Là hai cha con đang sống chung. Dạ đúng rồi. Rồi đó là nhà riêng của mình anh hả? Dạ đúng rồi. À dạ. Mời nhà gái. Chị Ngân giới thiệu về mình nè. Ưu điểm khuyết điểm của chị Ngân nè. Ưu điểm của Ngân á là năng động lắm. Dạ. Hoạt bát, rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Ngân khuyết điểm thì Ngân sợ ma. Ngân khuyết điểm thì Ngân sợ ma. Với lại sợ xe. Ra đường thì giờ đi chỗ lằn trắng không có dám đi qua ngay chỗ nào có người mới dẫn mới đi được. Dạ. Có ông xã chạy xe nữa là hết sợ xe rồi đúng không? Đúng rồi, có gì ông xã cho tài xế là chở được rồi đó. Ok, có người chở xe là được rồi. Hiện tại là chị Ngân đang sống với ai? Sống với con trai. Lớn chưa chị? Nó gần 30 tuổi. Có vợ chưa chị? Chưa, nó nói mẹ đi trước đi con đi sau. Mẹ đi trước đi con đi sau. Mình nói chút xíu về đường tình duyên của anh đó. Anh chia tay bà xã mấy năm rồi anh Hân? Tôi thì chắc mấy cái mối tình lung tung hồi xưa thì chắc không nói. Dạ. Nói một cái mối tình mà lâu mà sâu đậm nhất thôi. Là bà xã anh đúng không? Đúng rồi. Anh ở với bà xã mấy năm? 32 năm. 32 năm. Ok. Wow. Rồi bà mới bỏ tôi có 1 năm rồi. Lý do sao bỏ anh? Thì giờ bà chết rồi thì phải bỏ. Bà chết rồi. Chị buồn với anh nha. Dạ, dạ cảm ơn. Thôi nhà gái thì sao nè? Nhà gái thì sao ạ? Nhà gái em cũng ly hôn lâu lắm rồi. Cũng 28 năm rồi. Trời, sao chia tay chị? Tại vì ông xã ổng lăng nhăng lắm. Ổng đi làm mà không về. Rồi bỏ hai mẹ con. Bà già thấy tội đem hai mẹ con về nuôi. Là 28 năm qua là chị ở con mình vậy đó hả chị? 28 năm ở lại nuôi con. 28 năm qua sao chị không tìm cho mình một cái người để bầu bạn hả chị? Có, nhưng mà cái trái tim mình nó không có còn cái gì nữa. Trái tim mình không có rung động, mình rất là sợ. Bây giờ mình toàn tâm toàn ý nuôi con. Nhưng mà con nó nói mẹ ơi, con lớn rồi mẹ lấy chồng đi. Con lớn rồi mẹ lấy chồng đi. Mẹ kiếm một người nữa, không phải lấy chồng, mẹ kiếm một người nữa để chăm sóc mẹ tuổi già. Chị mới nói không biết ai lấy mẹ không nữa. nó nói mẹ ơi, mẹ vô bạn muốn hẹn hò đi, con đăng ký cho mẹ. Đó là nhờ con trai. Rồi Quỳ Linh chào chị. Dạ chị nhìn cũng trẻ trung lắm, mới là chị chưa có mở lòng thôi. Hôm nay hy vọng rằng bên đây anh Hân á, anh mở rào rồi anh mở lòng chị cũng đón nhận ha. Hân với Ngân cũng được lắm á. Dạ. Chị ơi, bây giờ là chị có tiêu chí về người sẽ bầu bạn với chị như thế nào nè, chị nói đi, Ngọc Lan tìm cho. Tiêu chí là hiền. Dạ. Không rượu bia, không hút thuốc, không xăm mình nha. Mình đã bỏ rồi đó, còn vụ xăm mình em chưa biết, để qua anh hỏi. Không xăm mình nha. Anh có phun xăm ở đâu không anh? Dạ không. Anh Hân á, một cái con người từng trải tứ đồ tường mà người ta bỏ hết. Dạ. Thật ra là cũng quý lắm á, là người ta thay đổi rất nhiều rồi. Dạ. Chú nghĩ là được. Thì đó, nãy nghe tứ đổ tượng nên không biết có phun xăm chỗ nào hôm qua hỏi. Chắc không có đâu. Dạ không có. Dạ rồi, không có xăm đâu chị. Không, nhưng mà em nói là Quyền Linh ơi, mấy ông tài xế này hay xăm mình lắm đó nha.
Mấy ông tài xế này hay xăm mình lắm đó nha. Ủa vậy hả? Anh có xăm mình thì không có xăm chỗ tài nào không? Tài xế là rất là xăm mình đó. Không có đúng không? Có xăm nữa bà phát hiện bà la tôi nữa nha. Hứa chắc chắn nha. Rồi, không có. Chị diễn tả một cái mẫu hình lý tưởng của chị coi giống anh bên đây không? Mẫu hình lý tưởng anh thì hiền đó, nhưng mà cũng giống Quyền Linh đó. Hiền giống Quyền Linh? Giống Quyền Linh, giống cái tính cách con à. Người. Ừ. Anh hiền hiền giống Linh không anh? Cỡ đó đấy. Cỡ đó. Không, nhưng mà em hỏi cái anh bên kia có biết nấu ăn không? Không biết gì ơi. Coi. Coi. Không biết nấu ăn rồi làm sao? Trời đất ơi, tao hỏi không biết nấu ăn thì nói không biết nấu ăn chị ơi. Chị không có, tại vì quen lịch sử, đi chạy xe rồi chạy xe à, cái chị đúng không? Tại sao mà kêu là chị? Lịch sử được, thói quen bệnh nghề nghiệp. Nên bỏ qua chuyện này được. Rồi anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình lý tưởng thế nào? Không cần đâu. Không chỉ cần hả? Nhìn được là được thôi. Nhìn được không? Là được. Dạ. Nhưng mà em nhìn được đó anh. Dạ. Em thấy được á. Thì anh được rồi, ok. Được anh ha? Anh nhưng mà có cái điều gì ở phụ nữ anh không thích không? Đừng có ghen quá. Đừng có ghen quá. Chứ bây giờ đi làm mà bắt buộc mình phải chở rồi mình đủ thứ người hết chứ đâu phải ghen không, quá. Không, nhưng mà nói nghe nè. Ngân ghen lắm đó nha. Ngân ghen lắm đó nha. Ôi chà. Rất là ghen. Đó. Đàn rồi. Bà không ghen là không phải đàn bà. Đàn bà không ghen là không phải đàn bà. Rất là ghen. Nhưng mà anh đó có biết nhậu không? Không. Tài xế là phải biết nhậu. Tài xế là phải biết nhậu. Không không, không biết nhậu. Ôi. Trời ơi, không biết nhậu chị nhậu, ta đi theo ta bảo vệ cho, ta lo lắng cho. Bảo vệ cho. Tại vì tài xế là nhậu rồi sao lái xe. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Nha, bớt tiêu chuẩn lại đi. Chị đi với ai vậy chị? Đi với con trai với lại cô bạn gái. Con trai nữa. Giờ con trai rồi, sao? Chào nè? Chào dạ. Ừ. Mình thấy chú này sao? Thật thà, hiền từ. Ừ. Có yêu cầu chú gì không? Dạ không. Không có đúng không? Thấy chú được rồi đúng không? Dạ dạ. Em rồi. Thấy an tâm không? Nếu như mà em gửi gắm mẹ em cho người đàn ông này. 50-50. Mới 50. Mới 50 thôi hả? Vậy giờ mở rào ra để cho biết là có thêm được bao nhiêu phần trăm nữa ha. Dạ dạ. Ừ. Rồi. Rồi còn anh đi với ai anh? Đây, với bé em nè, với lại bạn. Em ruột dạ. Đó hả? Cháu trai em ruột. À. Xin chào anh Quyền Linh, chị chào Ngọc chị. Lan và toàn thể các anh chị trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên Hằng, em là em gái của anh Hân. Anh Hân, anh không rượu, không hút thuốc, với lại anh cũng không có cờ bạc. Rất là vui vẻ, hòa đồng, mà rất là thích ca hát. Anh gây lộn, muốn lộn giờ, xấu không chị? Không có xâm, không có gì hết trơn á, rất là hiền. Giờ nhìn sơ sơ hai người, chị thấy hợp không? Dạ, cũng được, em thấy cũng ok đó. Chị cũng nhanh nhẹn, cũng vui vẻ, cũng hòa đồng á. Rồi, dạ, thấy cũng được. Thôi, mình mở người, cho người lớn gặp mặt đi dạ. Ha. Ca này là mình không có can thiệp không nữa. Thiệt. Hai người đều lớn hơn mình hết á. Đúng rồi. Mở rào. Em nha. Em. Dạ. Yeah. Bắt đầu đi anh Hân, chị Ngân. Ok. Tại đi gấp quá không có kịp gì hết cho nên là dạ. Có món quà tặng cho em. Dạ. 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 Dạ em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ, dạ cái này em... là em rất thích bó hoa này tại vì trong đời chỉ có một bó hoa này đầu tiên người tặng cho em. Còn cái này là cái bình này giữ nhiệt. Anh pha cà phê hay là làm đá, cà phê đá cũng được. Cái này làm trà uống thôi, không biết uống cà phê luôn. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Chị Ngân có thể nói với anh Hân lý do tại sao đây là bó hoa đầu tiên? Cuộc đời của chị 6-70 năm rồi, chưa có một bó hoa nào khác. Bó hoa này là đầu tiên của Ngân. Tại vì là một bó hoa cưới là đó là hình thức đám cưới. Ai cũng cô dâu cũng nào cũng có đám cưới hết. Nhưng mà bó hoa này là người đầu tiên tặng cho em. Em rất cảm ơn anh. Bây giờ là mở đầu câu chuyện cho nó vui vui đi. Chị Ngân ơi, chị có thể biểu diễn một phần về cái môn nghệ thuật mà chị yêu thích cho anh xem. Anh có biết nhảy aerobic không? Dạ không. Cái cứ đứng vậy cho nhúng nhúng theo thôi. Mày chị mời anh đứng lên đi. Em anh cùng nhảy. Trời. Cho nhạc lên nha. Đó. Thôi trường cho nhạc lên. Vô. Vô. Anh nhảy theo em Quyền Linh lại Ngọc Lan nhảy theo Ngân nha. Vô luôn anh. Vô. Khởi động đó luôn. Khởi động đi. Đó làm theo chỉ kìa anh. Mơ mà ảnh rồi vô. Cái này tự chơi thể dục tâm thể dục nhịp điệu mà. Nắm tay theo em.
Cái này là nhịp điệu thẩm mỹ. Thôi được rồi, chứ hỏi là tăng xong á. Tuổi này sáng nào chị cũng đi tập thể dục vậy hả chị? Trời. Sáng là cũng vậy. Trời sáng, ơi. Sáng mặt chiều. Hay quá. Thấy chị Ngân chị yêu đời chưa anh? Nhảy là một tiếng đồng hồ á, thể dục nhịp điệu là một tiếng đồng hồ mới xong. Thấy chưa? Tại vì nhảy có mấy phút chương trình cho nhiêu đây thôi, thì em nhảy nhiêu. Bây giờ là mình nói cho nhau nghe đi, giờ lấy nhau về yêu cầu bên nhà trai cần gì cần gì, nhà trai cũng yêu cầu nhà gái làm vợ phải làm gì nói luôn đi. Chị yêu cầu trước đi. Em á thì đàn bà thì có rất nhiều là yêu cầu, nhưng mà trước kia là tài chính, quan tâm với gia đình, mình lo cho gia đình được. Với lại mình cũng còn lâu sống bao lâu được đâu, năm tuổi này là bao nhiêu rồi, còn bao nhiêu năm, người ta nói 60 năm cuộc đời, thì bây giờ mình tính đi, giờ mình cho nhau cơ hội để em danh tiến tới được hay không thì là cho. Tài chính là sao cho nó cụ thể yêu cầu luôn đi. Tài chính là anh là bao nhiêu một tháng? Ô, cái đó thu nhập thì nó tùy theo thôi, tại vì đâu có thể nói được, mình chạy ở ngoài tư nhân mà. Anh kiếm khoảng bao nhiêu tiền một tháng? Chứ khoảng chừng 10 triệu, hơn 10 triệu vậy đại khái vậy thôi. 10 triệu, hơn 10 triệu vậy sao sống đủ? Thời này là 10 triệu là không sống đủ đâu. Tại vì tôi sống ở Biên Hòa đó, nói chung rằng là nó thuộc ngoại ô mà. 10 triệu rồi, anh có nhà hay là? Nhà thì tôi có rồi. Vậy chứ bây giờ theo cái nhu cầu của chị á, là mà bao nhiêu lương một tháng, bao nhiêu thì nó mới là phù hợp với chị nè. Chị chia sẻ luôn để cho ở đây cho anh biết luôn cho dễ. Cái này là mình nói thật sự nha. Tại vì á, cuộc sống này á, vật giá thì leo thang. Nhưng mà bây giờ 10 triệu đối với một gia đình á, thì rất là khó. 10 triệu đối với gia đình khó, nhưng mà mới 2 người thôi thì nó sẽ khác. Đối với một gia đình lớn nó là khác. Còn với 2 người nó khác, có thêm 2 đứa con nó là khác nữa. Nếu mà 10 triệu nhưng mà lỡ mình bệnh hoạn rồi sao? Có 10 triệu đó mình ăn hàng ngày, hàng tháng rồi. Mình bệnh hoạn già rồi đâu biết ngày nay mình bệnh này, bệnh kia. Khỏe thì không nói, nhưng mà lỡ mình bệnh hoạn thì sao? Thì dạ dù bây giờ mình làm 10 triệu thì bên đó có thể phụ vô. Chứ không có bây giờ một mình làm thôi. Mình lớn tuổi rồi, mình không thể làm như thanh niên được. Nếu như thanh niên thì ok, cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình làm như vậy, với một cái khu vực đó mình kiếm được 10 triệu cũng đã là hay rồi. Bây giờ anh yêu cầu chị phụ đó, chị có khoản thu nhập nào không nói cho anh biết luôn đi. Cái đó thì về mình sẽ cùng nhau hùng gạo, hùng cơm gì nấu lên. Nếu mà hùng gạo, hùng cơm thì nói chung thì đấy, lúc nãy mà nếu mà nói hùng gạo, hùng cơm thì 10 triệu là đủ rồi, không cần phải hùng gạo, hùng cơm. Mình rất là dễ nuôi, nuôi kiểu nào cũng sống được hết á. Ăn cơm với nước tương không cũng được, ăn cơm với dưa hấu cũng được, ăn cơm với dưa chuột cũng được, ăn cơm với đậu phộng cũng được. Nhưng mà ăn với anh thì không ăn cơm, ăn cáo làm sao dưỡng được. Đâu có sức khỏe đâu mà duy trì cuộc sống mình được. Tôi tập gym luôn đó chị. Hiện tại tôi đang tập gym. Đang tập gym. Ở tập gym xong thấy muối đâu hết. Tập gym xong thấy muối đâu hết. Người ta sáu muối nè. Thầy chưa mở muối đó. Thầy chưa mở muối đó. Thì mà thấy anh mở muối hú hồn luôn. Bây giờ nếu mà muốn biết thì chị em cứ bước tới đây em rờ thử rồi anh làm biết. Thì em cứ bước tới đây em rờ thử rồi anh làm biết. Wow. Anh bước tới. Đó. Không cần phải gồng gác chị cả. Đúng rồi, rồi. Đó, cứ việc. Cái này là mấy muối? Rồi nhưng mà có muối không? Rồi cái này thì không sáu muối được, nhưng mà có khoảng 4 muối thì có rồi đó. Rau rồi nhưng mà có muối không? Đâu. Hai đúng bên. Rồi, hai bên đúng là có muối. Có muối đúng không? Có muối đúng không? Trời ơi. Muối chắc không? Sau khi thử muối của anh rồi chị thấy sao? Thấy ok. Nhưng mà chị ánh mắt đầu tiên chị nhìn thấy đúng anh rồi sao? Đó. Chị thấy ảnh sao? Thấy hiền. Hiền. Bây giờ chị còn cái yêu cầu nào ở nhà trai nữa không? Chị nói ra hết luôn. Để ở đây là phân xử ở đây luôn nè. Đúng rồi. Anh có giữ ma được em không? Tức là sao? Em sợ ma lắm á. Có về giữ ma cho em hay không? Ma nó sợ tôi. Ma nó sợ tôi. Ma nó sợ anh, quên, xin lỗi. Ma sợ anh đúng không? Anh không sợ ma đó, anh giữ ma được đó. Yêu cầu gì nữa không? Không, hết rồi, hết yêu cầu. Bây giờ hai anh chị mà đến với nhau là ở nhà ai nè? Nhà ai cũng được hết. Dạ, đứng giờ... lại gần nói chuyện đi. Ngồi xa quá nó. Hai người này phải gần gần chút xíu. Đó, bây giờ là nắm tay nhau nè đó. Đó. Bây giờ đó, giờ lấy nhau về ở nhà ai nói rõ ràng cho anh nghe luôn. Bây giờ em đang ở đâu nè? Em ở quận Tân Phú. Nhà của em hay là nhà của em? Nhà của em đúng không? Thì bây giờ em ở với đứa nhỏ đúng không? Thế là con. Có hai mẹ con thôi. Hai mẹ con. Ở trên này tôi cũng ở có hai bố con à. Không, nhưng mà được không sao hết. Nếu mà khi nhưng mà được thì em về nhà anh ở. Khi mà nó đã đủ lớn rồi thì ở đâu cũng là ở. Không có quan trọng gì hết. Đúng rồi.
đó, con chạy vô nên nó không đủ lớn thì nó chẳng có cái gì nó không tới được đâu. Anh hát tặng cho chị một bài đi. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết sao ngày sau. Thôi hát được thôi. Hay mà. Dạ, chị Ngân hát được không? Chị biết nhảy thôi chứ không biết hát. Cưng quá. Giờ mình ôm giao lưu cái trước khi mình quyết định bấm nút nè. Đó, ôm chặt cái coi coi mình có thuộc về nhau không. Đó. Thấy đó, cảm xúc sao? Anh thấy người phụ nữ này sao? Dạ được, được. Okay, okay. Chị thấy người đàn ông này sao? Ok. Ok đúng không? Ok. Rồi anh chị về ghế ngồi đi. Mình đưa ra quyết định nha. Anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Chúc mừng. Vô. Lên là lên luôn nào. Nắm tay nhau, mở nhạc. Nhảy nào. Vô. Không cái, không cái, không cái, không cái. Không cái, không cái đầu hôm đầu tiên coi. Đó. Hùng cái coi, hùng anh cái coi, nãy anh hùng rồi đó. Sao chị, 28 năm, 28 năm rồi, ngày hôm nay chị mới chính thức là có được một cái người bạn có thể đồng hành được với mình. Chị cảm thấy như thế nào? Rất hạnh phúc. Hạnh phúc. Em hy vọng rằng là những tháng ngày sắp tới nè, sẽ có một người bù đắp lại cho chị suốt những cái câu chuyện buồn ở trong quá khứ, rồi bù đắp được 28 năm cô đơn của chị, và sẽ vun đắp thêm cho cái niềm hạnh phúc của chị cho đến cuối đời. Đó là em, đó là mình không nên, nếu mà hai người tìm hiểu là quá khứ là mình gác qua bỏ quên đi chị. Mình thì phải thương người ta hơn. Dạ, dạ, đúng, tại vì là phụ nữ nó... Đúng rồi. Nó trải qua khổ lắm. Dạ, bạn này nãy giờ okay. Chia sẻ bạn ấy rất là tôi chân thành luôn á. Thì tôi có nói gì tốt đâu lắm. Tôi nói đàn trai là tôi là tôi số 1 thấy là tôi quá ưng gia đình bên đàn trai rồi. Tôi đó tôi còn ưng đàn trai đừng nói chi ai đó. Thì đó thì bây giờ đó ông coi bên đàn gái tôi làm sao nè. Đàn trai sao cũng được hết trơn á. Miễn là phụ nữ được rồi. Đâu xích qua tôi coi đàn gái cái coi. Đó tôi móc áo tôi luôn rồi nè. Dạ. Rồi. Dạ chào ông Nguyên Linh. Ha. Dạ thấy hai chị em như nhau. Đồng màu đúng đồng tim chất luôn. Hai chị em tôi đúng một tim luôn. Đồng màu đồng chất. Dạ. Được đó. Nếu hai người hợp xứng nhau. Xứng không ạ? Xứng đó. Dạ xứng là được rồi. Không bây giờ nói thật sự là học bấm không quan trọng hết trơn. Quan dạ. trọng đấy người ta tập nó chưa còn xuống nữa mà. Dạ. Ha. Nhưng bây giờ á, nếu như bây giờ bên đây với bên kia đồng ý thì khoảng dạ. bao lâu em có thể cho bên đây bước tới? Dạ bước liền luôn đi anh. Bước liền hả? Dạ bước liền. Mở bước cái liền. Đầu anh cũng muốn là bước mà cái gào nó cản em ơi. Xong rồi cái gào quản là em qua hốt liền á. Hốt liền. Được luôn. Dạ vậy bước khỏe liền rồi. Có về làm rễ không? Được không? Dạ em thật sự ra thì một trong những tiêu chí của em là sẽ một là có nếu mà có khả năng á thì hai vợ chồng sẽ ra riêng nhưng mà cũng ở gần ba mẹ bên em tại vì hoặc là sẽ ở rễ bên nhà em. Tại vì nhà em thì cũng hơi neo chí. Em ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. Ở ba đâu? Mẹ em là dạ ở Long An. Ba mẹ em là công an về hưu. Huyện nào? Dạ ở ngay tỉnh, ở ngay thành phố Tân An. Thành phố Tân An hả? Dạ đúng rồi. Ồ vậy khỏe rồi, sát bên thành phố Sài Gòn đây mà. Dạ đúng rồi. Rào mà ảnh còn leo qua được mà Sài Gòn sao ảnh đi không được anh. Đúng dạ. rồi. Rồi vậy thì ảnh là có thể về đó ở rể được ha. Nhà dạ. có hai ba mẹ thôi đúng không? Dạ, với đúng em rồi. Thôi. Đúng dạ, rồi. Ba mẹ nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em thì 56, ba em thì 66. À vậy. Ồ vậy là ông bà còn trẻ. Anh về làm trụ cột trong nhà ha. Dạ. Sửa lại mái nhà, điện nước cái gì anh lo hết. Dạ. Mình khỏe lắm. Anh lo cho em là được rồi. Lo hết luôn. Nhưng mà em á, em thích bạn trai sao? Cái mẫu dạ, bạn trai của em. Mẫu bạn trai của em thì cũng đơn giản lắm. Cái điều đầu tiên là sẽ chấp nhận là ở rể. Cái điều thứ hai là không phải con một. Dạ tại vì em là con một rồi cho nên là nếu mà con một nữa thì không thể ở rể được. Dạ cái điều thứ ba thì cũng là cao hơn em một tí xíu. Dạ em không thích người hút thuốc và xăm mình nhưng mà nhậu thì được. Dạ em nhậu với em là được. Còn nhậu với người khác là không được nha. Nhậu đế Gò Đen ha. Anh ơi anh nhậu được không anh? Anh nhậu được em. Dạ Long An nổi tiếng là đế Gò Đen đó anh. À, anh thì đế nào cũng được mà miễn sao xỉn là được rồi. anh uống được nhiều không anh? Anh thì uống bia thì anh uống được chắc cỡ 6 lon còn rượu đi chắc nghe nó rượu Gò Đen rồi cũng mạnh lắm chắc anh uống chắc được xị á. Dạ vậy, vậy được rồi. Dạ em thì cũng sơ sơ khoảng 10 tới 15 chai. Trời ơi. Em yên tâm đi em uống đi anh đưa em về không sao đâu. Dạ dạ được rồi.
Hôm nay em đi với hai em gái. Dạ hôm nay em đi chung với lại chị đồng nghiệp của em ạ. Chào chị. Dạ. Xin chào anh Nguyễn Linh, chị Hồng Vân, chào em trai và quý vị khán giả. Em là chị bạn đồng nghiệp với Xuân An. Thì Xuân An quen biết với Xuân An thì cũng 6-7 năm rồi. Thì em ấy thì vui vẻ, hòa đồng, tính tình cũng tốt lắm. Nhưng mà đôi khi thì cũng tính trẻ con, có khi nóng giận rồi bất đồng. Chứ thì bản thân tôi rất là tốt. Còn em trai bên đây thì theo em tin nhận ý, như từ nãy giờ thì thấy em trai cũng hiền lành, chững chạc. Đây, hai em cho cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ, chuẩn lắm không chị? Cũng tạm tạm. Dạ, ok á. Thấy hiền. Rồi, hiền. Bạn trai bển đi với ai? Dạ, em đi với chị em. Chị ruột hả? Dạ, chị họ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Dạ, em là chị họ của Phước. Dạ. Em đến chương trình cũng muốn theo ủng hộ em đó, tìm một người bạn. Dạ. Tính của em Phước thì cũng hiền lắm, hơi cọc tính tí thôi. Dạ. Thấy nhắn dạ. Không? Dạ. Bên đàn gái thì sao? Dạ, em thấy thì theo chị thì bên đàn gái nhìn thì cũng được, tính cũng được đó. Mũm mỉm dễ thương. Mũm mỉm mà dễ thương. Nhưng mà nhậu thì cũng được. Ê, nên là quá được luôn hả? Nên là cũng hợp với em. Chị thấy là hai đứa cũng được đó. Cảm ơn. Dạ. Rồi. Thôi bây giờ đi, ai cũng lớn hết rồi ha. Mình mở rào hai bên gặp mặt đi rồi cái được cái bấm nút cái mình tiến tới luôn. Đúng vậy. Rồi, ngày mai về quê rước em gọi là về Vinh luôn. Cần Thơ với Long An cùng chung quê luôn. Mở rào miền Tây. Quay qua kia. Đó, quay qua. Bắt đầu đi em. Chào anh. Dạ. Đứng lên nhận quà. Đến tới chương trình đó thì em có hai món quà tặng cho anh. Em được biết là anh không còn mẹ. Thì đây là một cái món quà mà em muốn gửi tới cho ba của anh. Dạ, tại vì người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì ai anh nên người tại ba, nhớ công người sinh thành, vì ai mà có anh. Dạ. Tiếp tục đây rồi. Còn cái món quà thứ hai á là em món quà thứ hai nữa đấy muốn gửi tặng anh đi. Đây là một cây sen đá. Thì sen đá thì nó tượng trưng cho một cái nghị lực vươn lên từ những cái khó khăn nhất. Và cây sen đá này thì nó có hai cái vòi hoa. Thì em nghĩ đây là tượng trưng cho anh. Và đây là tượng trưng cho em. Hai cây này quấn nhau vậy thì thôi anh về với em đi cho rồi. Dạ. Em tặng anh ạ. Anh cũng có quà tặng em. Dạ. Này, món quà này là chính tay anh làm. Dạ. Mở ra luôn đi cưng. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Trời ơi em đói bụng từ chiều tới giờ luôn á chị. Ồ, là chính tay của em làm á hả? Bữa nay ở dưới quê ba em gửi lên cho anh. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn bác ạ. Được đó, ăn bưởi được á em. Đừng ăn gì khác. Dạ. Thôi. Dạ. Quà cáp đã xong, thủ tục đã xong, bắt đầu mình trò chuyện. Dạ. Anh thích phụ nữ. Anh quý phụ nữ, nhưng mà khi có em rồi thì anh quý mình em thôi, đừng quý phụ nữ nữa nha anh. Thì có một là đủ rồi, mình nhiều quá người ta nói mình tham, mà tham nhiều khi mà không được gì hết. Mà anh bản chất anh là có cái là chung tình. Dạ. Cũng hơi anh, nhút nhát. Anh thấy em sao? Em thì cũng bình thường, đối với anh thì người bình thường thì anh có cảm tình nhiều hơn. Tại vì anh có lúc mà anh có tham gia chương trình á, thì anh cũng có nói á, là mập hay là ốm không quan trọng. Quan trọng nhất là cái tấm lòng và
cái tâm hồn thôi chứ vẽ hình ngoài cũng không quan trọng với anh. Dạ. Tại đôi khi em ở trong môi trường công tác là nhà nước mà em là của bên ban chấp hành đoàn thanh niên và công đoàn của cơ quan, cho nên là em cũng hơi hoạt bát. Nhiều khi thì cũng hơi trẻ con một tí, nhưng mà thí dụ như anh chịu khó dỗ em là được. Còn nóng tính thì thật ra thì ai cũng nóng tính hết, ngay cả bản thân em trong công việc thì em cũng rất là nóng tính. Nhưng mà thí dụ giống như anh em nóng anh nguội, anh nóng em nguội, hai đứa mình cùng nguội càng tốt. Không, mà nếu mà em mà nóng á thì anh biết tính em nóng á thì anh sẽ nhẹ nhịn, nhường nhịn hết. Dạ. Những lúc mà anh nóng nhiều khi anh có quá lời thì cái lúc mà ấy thì em nói anh sẽ sửa hà. Dạ. Tại tính anh thì nóng thì có nóng, nhưng mà cái nhiều khi nóng lỡ lời á thì tỉnh rồi hết nóng á. Dạ. Thì nói là anh biết điểm anh sai là anh nhận lời thôi chứ. Dạ. Không có ai xin lỗi thôi chứ không có hơi eo hẹp thì không có tính kỹ đâu. Công việc của anh thì có thường ngày có bận lắm không anh? À, nói chung về công việc của anh á, thì bên chạy xe thì giao hàng thì nhiều khi có bữa thì có hàng, không có bữa thì có khi làm suốt, có khi làm cũng có 12 giờ phi đi xa để giao hàng đó. Cũng bên anh thì bên nhà phân phối sắt thép xây dựng của bên thép Nhật này nè. Dạ. Là phân phối cho các đại lý như thầu hay là nói chung là đâu có công trình là kêu bên hàng bên anh là anh điều trả hết. Rồi nếu mà hai đứa mình quen nhau á rồi sao anh? Thì tại chủ nhật anh được nghỉ mà. Dạ em thứ bảy chủ nhật em cũng được nghỉ. Thì đó thì đây cũng gần thì anh nói chung thì anh đường xa mấy anh không sợ, mà sợ nhất là em không thương anh thôi. Dạ, tại vì hiện tại thì em đang học chương trình thạc sĩ cũng sắp xong rồi. Thì khoảng chừng 3 tháng nữa thì em sẽ xong chương trình. Thì tới lúc đó thì cũng có nhiều thời gian hơn. Nhưng mà nếu như mà anh thương em rồi thì cách mấy chắc anh cũng qua được ha anh ha? Được. Dạ, còn câu cuối cùng em muốn hỏi là bấm nút đi anh. Anh còn gì hỏi em không anh? Anh không có còn gì hỏi, mình thấy là được rồi. Được rồi ha. Dạ. Em có muốn hát bài gì tặng cho bạn không? Nhiều khi em hát cũng được mà sợ hơi run, không biết hát được không. Kệ nó, được nhiêu hay nhiêu. Dạ, nếu mà em hát gì hơi không khó nghe thì cũng gắng nghe giùm em nha. Rồi, đứng lên cái bình hát coi. Em đứng lên nghe anh ấy hát. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, chưa gì đã nhớ rồi. Nhớ, nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng. Ẩm lên dạ, phải không? Dạ, em cảm ơn. Anh thấy sức khỏe em khỏe rồi, ẩm cổ nổi không? Dạ nổi. Thử coi. Thôi được không, ẩm. Được, được. Thôi, ngại. Không có gì đâu ngại, ẩm thử coi. Dạ, dạ thôi em ngại, dạ. Thôi để tụi em ẩm riêng đi anh. À, dạ, dạ, em ẩm rồi, riêng em được. Gái hát tặng đi. Dạ. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Nếu cho tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì anh ơi xin anh hãy cứ tin. Tin em nha. Dạ rồi. Anh dễ tin lắm. Dạ. Rồi đã, bây giờ thấy đến thời khắc mà các bạn để tay nút bấm đi. Thấy cặp này cũng họ ổn rồi đó. Đây nè, nút bấm đây nè. Ngồi xích về xích, à, là xích. Về Long An. Về Tân An. Chuẩn bị. Đúng rồi. Đếm luôn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, yes. Vô. Ngon lành luôn. Ngon lành liền. Ôm nhau luôn. Đó, ôm nhau. Đó, trời, trời ơi, hợp. Hai người cũng hợp lắm nha. Đó. Hợp trời. Không anh? Hả, hợp. Hợp không? Dạ. Em là năng động ha. Dạ. Em là cũng có bằng cấp, có đầy đủ và cái sự giao tiếp uy tín xã hội. Dạ. Bạn này hiền. À, có một mình lủi thủi thôi cũng cô đơn lắm. Dạ. Thôi hay về Tân An ở luôn, rồi có gì bạn sắp xếp vô công đoàn chở hàng ở trong công đoàn, chở đồ nó cũng được ha. Được á. Dạ. Được á. Bây giờ nè, em hứa gì với cơ quan của bà xã tương lai với gia đình hai bên đi.
Dạ em cũng không ít nói mà không biết nói gì. Em nói thật sự là bữa nay em vui lắm, em sẽ cố gắng là những gì mà tốt đẹp nhất là em dành cho phụ nữ. Hay là dành cho vợ em. Thôi rồi, rồi xác nhận luôn, vô luôn rồi, xác nhận luôn, ôm luôn. Bên kia hùng lại luôn. Ôm chặt cái coi, ôm thật chặt, không cái coi cho đã coi. Trời đất ơi. Để nguyên, để tôi nguyên, tôi chụp tấm hình này. Để nguyên. Tấm này để hình bìa. Đừng đứng vô lộn. Thì đây nè, tôi né rồi. Rồi, xong. Nói chung á, hai người dễ thương lắm á. Đám cưới mới mời nha, gần Tân An sát bên luôn á. Ha. Dạ. Ừ.